khách sạn nhà nghỉ kín mít hết các bạn ạ, cháy phòng luôn. Mọi người lên chơi chợ Bắc Hà rất là đông, nhất là buổi tối đi chợ đêm đúng không ạ? Đấy, đi ngắm lan rừng, những bông lan rừng tập trung hết ở chợ đêm đó, gọi là chuyện tình chợ đêm các bạn ạ. Và kia có một số em mới ra, một em vàng kim, một em đực đó. Nhiều chó con quá các bác ạ. Đây này, một em cọc đây, cọc trắng tinh này con này. Ê, dạ. Thích chưa? Cọc tịt luôn. Con này con cái hay con đực anh ơi? Cái à? Một em cọc trắng cái nhá, con này bao tiền? À, 2 triệu rưỡi. Con này có giá là 2 triệu rưỡi. Quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Tuyệt vời con cú mèo. Bạn này chạy tít quá nên là bác có cái sợi dây buộc vụ chạy kéo lại. Ồ, không phải nghĩ gì nhỉ. Đấy. 2 triệu rưỡi. Thế là 2 triệu bán à? Hai triệu bán thôi. Thế con này bao tiền anh? 1.6 triệu à? Con này được hay cái? Con cái hết à? Có 2 con cái các bác ạ. Đây có món họ bán thịt trâu à. Nhìn rất là tươi ngon các bác ạ. Đấy, miếng nào ra miếng đấy. Cọc trắng kem. Alo nhỉ? Đây hai em hôm qua đây các bác ơi. Đấy, một em đỏ phong thủy, đỏ hung lửa các bác. Con này giờ đính đực. Đấy. Vâng, em xin chào bác Minh Sau nhá. Vâng. Đây là cọc trắng. Cọc trắng bé hôm qua hình như bán một con cọc to rồi. Có một đôi bán rồi một con rồi anh. Thế con này thì bao nhiêu? 7 triệu á. Con cọc quýt hôm qua bán rồi. Cọc quýt đẹp hơn đúng không ạ? Cọc quýt đẹp hơn thì bán không? Đây, mời các bác đi tham quan ngắm một lượt nhá. Đây, em này đi sinh này. Chân mai hoa, tứ túc mai hoa vàng kim. Đuôi lửng. Đấy, các bác về nuôi trong nhà, trong cửa ổn luôn. Đấy. Đấy, chân mai hoa đẹp chưa? Kéo vào tới cái. Kéo hờ hờ thôi được rồi. Anh ơi, con trắng bao nhiêu tiền á? 4 triệu. 4 củ hả? 4 củ đây mọi người ơi. 4 củ con lông 2 lớp này. Để quay hàng đi em ơi. Em hỏi con vàng xem. Con vàng này. Đây đây. Đây các bác cứ thấy con nào đẹp thì alo em nhá. Đây này, con này 4 củ này mua được nhá mọi người nhá. Con đây đây. Đứng lên trắng đi em. Một đôi khoang này các bác ạ. Đây khoang đẹp đây, một đôi luôn. Một đôi khoang đẹp 3 triệu một đôi. Đấy. Một được một cái luôn các bác ạ. Hôm vừa rồi các bác tìm khoang đây, khoang luôn, đẹp luôn.
Đây em bỏ khoang đẹp chưa? Đấy. Con này bao tiền đây? 500.